Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 21 tháng 8. Và bây giờ như thường lệ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc tại Ân Thi. Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương thẩm định xét công nhận huyện Văn Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều giải pháp xây dựng nhãn hiệu nếp thơm Hưng Yên. Doanh nghiệp may giảm giờ làm, tăng thu nhập cho người lao động. Xã Cẩm Xá thiếu nước sạch ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ban tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trường đoàn đã có buổi làm việc tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Từ đầu năm đến nay, Ban tuyên giáo huyện ủy Ân Thi đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy xây dựng và ban hành hơn 300 văn bản kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo huyện, đảng ủy 21 xã thị trấn và 31 báo cáo viên. Đoàn đã nghe báo cáo tình hình công tác tuyên giáo của xã Đảo Dương và tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân dân các thôn Đảo Xá và thôn Phần Dương sau khi sắp nhập tri bộ phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trần thị thanh thủy đề nghị ban tuyên giáo huyện ủy ân thi tiếp tục quán triệt ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ duy trì tổ chức hội nghị thời sự định kỳ nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thời sử dụng tốt bản tin nội bộ và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh Ngày 20 tháng 8, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã về thẩm định và xét công nhận huyện Văn Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm. Sau gần 9 năm xây dựng nông thôn mới đến nay, kết cấu hạ tầng ở huyện Văn Lâm được tăng cường đầu tư và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện đã huy động gần 2,2 nghìn tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 60 triệu đồng một người, 10 trên 10 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận nông thôn mới. Cùng với đó, huyện Văn Lâm đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nhóm tiêu chí về đầu tư xây dựng hạ tầng, tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo và việc từng bước hạn chế ô nhiễm môi trường. Chỉ trong thời gian ngắn, Văn Lâm đã hoàn thành tiêu chí về môi trường, khu dân cư cũng như tại các làng nghề. Đoàn công tác đề nghị thời gian tới huyện cần xây dựng kế hoạch lộ trình duy trì nâng cao chất lượng huyện xã nông thôn mới trong hồ sơ cần bổ sung thêm số liệu đối chiếu so sánh kết quả ở thời điểm trước và sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh quang tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên với tỉnh hưng yên nói chung và huyện văn lâm nói riêng trong xây dựng nông thôn mới đây là điều mà tỉnh Hưng Yên rất cần để chỉ đạo các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt hơn, đồng thời yêu cầu các sở ngành phối hợp với huyện Văn Lâm khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới xong trước ngày 27 tháng 8 năm 2019 để gửi về văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Trong các tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Lữ đã giúp cho 376 hộ thoát nghèo và cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đưa đến 100% thôn xóm của huyện Tiên Lữ, tính đến ngày 20 tháng 8 tổng dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lữ là trên 264 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Lữ đã nhận ủy thác từ cấp huyện trên 600 triệu đồng từ Hội Phụ nữ xã Ngô Quyền 50 triệu đồng. Đơn vị đã giúp trên 1.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn giúp 376 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, thu hút tạo việc làm cho 24 lao động mới, giúp hơn 21 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập xây dựng và sửa chữa 420 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cách đây 20 năm, vào thời điểm mới tái lập huyện, các cây trồng của Khói Châu chủ yếu là lúa ngô, đậu lạc, diện tích cây ăn quả phần lớn là trồng theo lối quảng canh cho thu nhập thấp. Đến nay, Khói Châu đã nổi tiếng với nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Huyện Khói Châu có tổng diện tích 7.748 ha đất sản xuất nông nghiệp, thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chuyển đổi giống cây trồng. Huyện đã có trên 3.545 ha diện tích trồng cây ăn quả, trong đó diện tích cây ăn quả chủ lực gồm nhãn 1.600 ha, chuối tiêu hồng trên 500 ha, các loại cây có muối khoảng 550 ha cho giá trị kinh tế cao. Nhiều xã đã chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa hiệu quả thấp sang chuyên canh cây ăn quả như Đông Tảo, Bình Minh, Hàm Tử, Đông Kết, Tứ Dân, Vùng bãi sông Hồng gồm các xã Trí Tân, Đông Ninh, Đại Tập, tập trung trồng chuối tiêu hồng, trở thành vùng chuyên canh chuối tiêu hồng, cung cấp giống và sản phẩm cho các tỉnh thành trên cả nước. Theo thống kê của huyện, tổng thu nhập từ diện tích cây ăn quả cây đặc sản trên địa bàn năm 2018 đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, góp phần đưa thu nhập bình quân trên 1 hecta đất canh tác đạt 205 triệu đồng, tăng 173 triệu đồng so với thời điểm năm 1999. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đang đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho giống lúa nếp thơm hưng yên, góp phần khẳng định chất lượng quyền sở hữu, nâng cao giá trị cho giống lúa quý của tỉnh. Nếp thơm hưng yên là giống lúa có nhiều ưu điểm vượt trội như năng suất cao, có khả năng chống đổ, chịu rét và kháng sâu bệnh tốt, hạt gạo to đều, cơm sôi dẻo thơm, gieo cấy được cả hai vụ trong năm. Nếp thơm Hưng Yên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức công nhận là giống lúa quốc gia năm 2015. Hiện nay, giống lúa này được gieo cấy tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại tỉnh ta, đây là giống lúa chủ lực góp phần nâng cao giá trị canh tác và thu nhập cho bà con nông dân. Từ tháng 3 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Đông Hóa thực hiện dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nếp thơm Hưng Yên cho sản phẩm lúa nếp thơm của tỉnh Hưng Yên. Giống lúa nếp thơm Hưng Yên rất nổi tiếng. Nó không chỉ đặc trưng bởi các cái độ dẻo rồi là hạt tròn bóng, chất lượng gạo ngon và đặc biệt là làm các cái đồ nếp rất là tốt thì những cái chất lượng này nó khá nổi trội hơn so với những cái sản phẩm nếp, nếp, thông thường. Chúng tôi có tham gia cái đề tài xây dựng phát triển quản lý tạo lập và xây dựng phát triển cái nhãn hiệu hóa cho nếp thơm Hưng yên. thì trong đó chúng tôi sẽ xây dựng cái các cái các cái biểu tượng, các cái logo cũng như là cái nhãn hiệu thương hiệu để mà có thể nhận biết trên thị trường. bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ xây dựng các cái chương trình quản lý để làm sao cho tất cả các cái sản phẩm nếp thơm của Hưng yên nó sẽ có cùng cái chất lượng và có có một cái biện pháp quản lý chất lượng cho nó thật là đúng quy trình. Ngày 21 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo xin ý kiến chọn mẫu biểu tượng logo hệ thống nhận diện thương hiệu Nếp Thơm Hưng Yên. 6 ý tưởng xây dựng logo được trình bày dựa trên những đặc tính nổi trội chọn lọc của dấu lúa gắn với vùng đất phố hiến phủ sa màu mỡ. Để xây dựng cái nhãn hiệu cho Nếp Thơm Hưng Yên thì trong thời gian tới thì Sở Khoa học Công nghệ chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện một số các cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo đơn tư vị tư vấn là hoàn thiện cái logo cho cái sản phẩm của Lê Thương Hương Yên. thứ hai nữa là xây dựng các cái quy trình kỹ thuật để xây dựng các cái vùng sản xuất vùng sản phẩm hoàn thiện các hồ sơ để chu trình cục sở hữu trí tuệ để công nhận cho cái nhãn hiệu sản phẩm của Lê Thương Hương Yên. Và chúng tôi cũng sẽ xây dựng các cái phương án để quản lý, duy trì và phát triển cho cái thương hiệu Lê Thương Hưng Yên. Dự kiến việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận nếp thơm Hưng Yên sẽ hoàn thành trong năm 2020, góp phần tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển. Chương trình thực sự sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị loại 4, phấn đấu mục tiêu hoàn thành trong năm 2020. Hiện thị trấn Yên Mỹ đã cơ bản hoàn thành được 35 trên tổng số 52 tiêu chí xây dựng đô thị loại 4, cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ chiếm 50%, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm 48%, sản xuất nông nghiệp chỉ còn 2%. Thị trấn đã hoàn thành được tuyến đường số 4 và đường số 1, quy hoạch xong tuyến đường số 7 và số 6, thị trấn đang tập trung trồng thêm nhiều cây xanh và lắp đèn cao áp cho các tuyến đường chỉnh trang khuôn viên đô thị. Làng nghề chế biến lương thực thực phẩm được quy hoạch diện tích 20 ha đang được triển khai giai đoạn 2. Các cấp học đều đạt chuẩn quốc gia. Trường tiểu học Yên Mỹ 2 xây dựng thêm 10 phòng học, nghĩa trang liệt sĩ cũng đang được thị trấn nâng cấp xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta đang phải vào cuộc xử lý vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, thì một số xã phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mặc dù chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích lớn nhưng không có trường hợp nào vi phạm. Hùng Cường là xã có diện tích tất chuyển đổi lớn với 180 ha trên tổng số 300 ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 130 ha chuối, 50 ha diện tích cây cô muối. Khi mới bắt đầu chuyển đổi trên địa bàn xã cũng từng xuất hiện một số hộ gia đình chở nguyên vật liệu để xây dựng nhà tạm, nhưng ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã đã kịp thời ngăn chặn không để vi phạm xảy ra. Nhân dân chúng tôi bây giờ là đang trong cái thời kỳ là đang chuyển đổi cây trồng nhưng chỉ được phép là sản xuất và chuyển đổi cây trồng thôi chứ không được phép là xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Vì vậy cho nên là bản thân nhà tôi cũng như là là, là nhân dân thôn tôi và nhìn chung trong xã chấp hành rất tốt, không có một hộ gia đình nào là tự động trái phép mà xây dựng nhà trên đất không ba. Ngay sau khi kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành, xã đã tổ chức họp đảng ủy mở rộng sau đó triển khai tới bí thư chi bộ các thôn để tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của kế hoạch, một mặt nhằm theo dõi để phát hiện kịp thời khi vi phạm xảy ra. Phải phát hiện sớm từ cơ sở và từ nguồn tin giao nhiệm vụ từ cấp ủy ban thôn của các thôn cũng như là các các ban ngành nhà thể đặc biệt nhân dân trên cơ sở đó thì các cái đơn vị báo cáo thì nếu mà phát hiện sớm thì chúng tôi xử lý luôn tôi khẳng định một cái điều là đến lúc này Hùng Cường không có xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, phường Lam Sơn đã chuyển đổi được trên 200 hectare đất nông nghiệp sang trồng cây ăn quả. Suốt kinh nghiệm từ thời điểm trước khi để xảy ra một số công trình xây dựng vi phạm, phường đã giao trách nhiệm cho các ban ngành đoàn thể phối hợp với nhân dân, phát hiện sớm và giải quyết dứt điểm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn phường không có trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp chính quyền địa phương ấy là, là thường xuyên là, tuyên truyền cho từ tri bộ cho đến các cái đoàn thể nhân dân là chúng tôi đều được biết đều được học tập cả từ năm 2016 đến bây giờ là cũng chưa có hộ nào vi phạm. Ngoài ra, tại các xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng, mặc dù đều có diện tích chuyển đổi cây trồng lớn, song do thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh nên đến thời điểm hiện tại không có trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Ngày 20 tháng 8, công ty Viettel IDC thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp cùng Viettel Hưng Yên tổ chức hội thảo điện toán đám mây lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp các đại biểu được chia sẻ về các tính năng ưu việt của điện toán đám mây như cách lưu trữ sao lưu dữ liệu thuận tiện quản trị tập trung áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí nhân sự và thời gian chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang điện toán đám mây để bắt kịp xu thế công nghệ nhằm tối ưu quy trình hoạt động nâng cao hiệu suất lao động của các tổ chức doanh nghiệp Đặc biệt là hệ thống máy chủ ảo, dịch vụ lưu trữ thông tin, giải pháp giám sát thông minh, ứng dụng văn phòng điện tử cho doanh nghiệp được trực tiếp trải nghiệm một số dịch vụ điện toán đám mây của Viettel IDC phù hợp với điều kiện riêng của từng doanh nghiệp. Hiện nay Viettel là đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền điện toán đám mây thuận tiện với chi phí cạnh tranh và nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Thưa quý vị và các bạn các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng dệt may thu hút được lượng lao động lớn, có biến động người chuyển đi và người chuyển đến cao hơn so với doanh nghiệp ở một số lĩnh vực khác. Vì vậy để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, các chế độ chính sách và tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đều được doanh nghiệp quan tâm trong khi giờ làm lại giảm, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp may. Tổng công ty May Hưng Yên là doanh nghiệp may lớn có quy mô hơn 2.000 lao động, trải qua hơn 50 năm phát triển, công ty luôn duy trì là doanh nghiệp may thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt là tiền lương tiền thưởng ngày càng tăng trong khi giờ làm giảm. Hai năm qua, công ty thực hiện không làm ngày chủ nhật. Sáu tháng đầu năm 2019, thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng một người trên tháng. Bốn năm liền được bình chọn là doanh nghiệp vì người lao động trên quy mô cả nước. Lao động trong ngành may là Biến động rất lớn, nhưng mà với những chính sách của công ty từ trước đến nay, chẳng hạn quan tâm đến đời sống của người lao động, tiền lương của người lao động tăng theo hàng năm. Ví dụ là 2018 tăng so với 2017 gần 10%, và năm 2019 này thì tiền lương tăng so với 2018 là khoảng 5%. Cho dù là cái đơn giá sản phẩm của năm nay, đơn giá mà chúng tôi ký được với khách hàng năm nay giảm so với năm 2018, nhưng nhờ năng suất lao động tăng, nhờ đầu tư máy móc thiết bị, Nâng cao, nâng cao năng suất lao động mà chúng tôi vẫn có điều kiện để tăng được lương cho người lao động. Từ năm 2015, doanh nghiệp may này đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Khói Châu. Dù nằm ở địa điểm có ít nhà máy xí nghiệp, nhưng doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong thu hút nguồn lao động thời gian đầu. Bởi khi đó, thời gian làm việc trong ngày của công nhân thường kéo dài từ 10 đến 11 giờ. Từ năm 2018, công ty đầu tư dây chuyển tự động trị giá khoảng 100 tỷ đồng Năng suất lao động được cải thiện, thời gian làm việc giảm còn 9 giờ một ngày, giúp công ty thu hút được thêm nhiều lao động từ 800 người vào năm 2016, tăng lên 1.500 người vào năm 2019. Trước thì bọn em phải làm thời gian làm việc nó 10 đến 11 tiếng, bây giờ được các cấp các bên lãnh đạo quan tâm đến đời sống của công nhân, thì bọn em giảm giờ làm xuống còn 9 đến 10 tiếng để chăm lo no có thời gian chăm lo no cho gia đình nhiều hơn. Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 4 vạn lao động làm việc trong ngành may ở hơn 70 doanh nghiệp có quy mô từ 300 công nhân trở lên và hàng trăm cơ sở nhỏ đứng thứ năm toàn quốc về quy mô lao động trong lĩnh vực may và được đánh giá là tỉnh có đội ngũ lao động tay nghề cao. Áp lực về thu hút nguồn lao động phục vụ sản xuất của doanh nghiệp là không hề nhỏ. Tuy nhiên, chính áp lực này lại tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động bởi các doanh nghiệp đều thực hiện nhiều giải pháp để giảm giờ làm, tăng thu nhập thu hút nguồn nhân lực. Để giữ gìn các tuyến đường xanh sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở huyện Phục Cừ đã tổ chức trồng được trên 100 đoạn đường tuyến đường hoa phụ nữ với tổng chiều dài trên 60 km trong đó tập trung trồng một số loài hoa như hoa chiều tím, hoa mười giờ, hoa mẫu đơn. 61 trên 61 tri hội phụ nữ thường xuyên phát động chị em tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm dịp lễ Tết và một ngày định kỳ trong tháng. Mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản được các cấp hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Cử tích cực triển khai nhân rộng. Đây là một trong những hoạt động được cụ thể hóa từ cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động nhằm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh ở khu dân cư. Xã Phùng Hưng hiện có gần 94% hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch. Đây cũng là xã có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cao nhất của huyện Quái Châu. Xã Phùng Hưng có trên 2.800 hộ dân ở bốn thôn. Năm 2014, khi nước sạch được kéo về xã, chỉ có khoảng 10% người dân hưởng ứng đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của nước sạch và thấy được những lợi ích từ việc sử dụng nước sạch của những hộ dân đã sử dụng, nên các hộ dân còn lại đã dần thay đổi nhận thức và quyết định đăng ký dùng nước sạch. Đến nay, toàn xã đã có 2.657 hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, trong đó thôn Tiểu Quan đạt tỷ lệ gần 100%. Hiện người dân đang dùng với mức giá là 8.300 đồng một mét khối, chưa bao gồm thuế VAT. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch năm 2018, việc cấp nước sạch cho xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào phải hoàn thành. Nhưng đến nay, người dân của xã này vẫn chờ nước sạch mà chưa biết đến bao giờ mới được cấp. Qua thực tế cho thấy, hiện nay, nhà đầu tư vẫn đang triển khai việc lắp đặt hệ thống đường ống đến các thôn, xóm, nhưng công đoạn cuối cùng để cấp nước là lắp đặt đồng hồ nước đến các hộ dân vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi vẫn là dùng giếng khoan, nhưng còn đâu giếng thì họ chưa họ chưa lắp được thì chưa có nước. Họ lắp như thế mà hai năm nay rồi nhưng mà chả thấy nắp nước gì cả, mà làm ăn này cứ bỏ buông quang bỏ vãi à. Trong quá trình thi công, nhiều đoạn ống dẫn nước đi cắt qua đường không đảm bảo kỹ thuật. Ống nằm lộ trên mặt đường, khiến ống dễ vỡ khi phương tiện đi qua, tiềm ẩn gián đoạn cấp nước khi triển khai hợp đồng. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho Trung tâm Nước Sạch Hương Yên làm chủ đầu tư và triển khai dự án cấp nước tại xã Cầm Xá. Việc cấp nước được lấy từ nhà máy nước sạch nằm trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt